cái ngày mà chú bị cướp mất chiếc xe thì đậu ở đây luôn hả chú? Dạ. Dạ. Là chú đậu ở đây luôn á hen. Vậy luôn. Dạ. Để chú phải có cái biện pháp gì chứ chú? Ban đầu lấy xe nó không biết chứ. Dạ. Tại nó không biết tôi chứ, nó biết tôi ông nội dám lấy. Dạ. Nhưng mà bây giờ cướp thì nó quả quá, nó lụm thôi chứ sao chú? Có ban đầu nó nghĩ là nó lấy cho tôi bình thường. Nhiều khi nó thấy chú dán cái bảng kìa cho đi là còn mãi kìa, nó mượn xài đỡ thôi. Sao chú không gắn định vị chú? Xe nào? À, xe này nè, gắn định vị vô. Gắn rồi hả? À, mất lần trước lên lần này có kinh nghiệm gắn định vị rồi hen. Là cái xe này bây giờ dây xích như vậy chứ cám vàng sao cắt. Dạ. Lần trước cái chiếc xe lần trước mất là nó mới cỡ này không chú? Nó tầm xe nhỏ hơn cái này. Nhỏ hơn hả? Nhỏ hơn. Xe này là xịn hơn ha. Xe này xe đạp luôn rồi. Dạ. Mua 42 triệu không giấy tờ. Dạ. Cái máy còn mấy ton luôn. Trời, nhưng mà tắm mỗi ngày mà. Dạ. Tắm xà bông mỗi ngày đó. Nhưng mà do chúng mình chở đồ cho các bạn sinh viên nhiều quá thì hồi lúc sáng gặp chúng mình thì chúng mình có chia sẻ là đã bị bể cái bộ mới hồi nãy đó. Bộ nồi. Hồi nãy có mấy chú đó mà. Dạ. Hồi nãy có mấy chú chưa tôi nói giống đâu. Dạ. Là mất hết 1 triệu nhưng mà chúng mình chưa có tiền để trả luôn, thiếu lại ở tiệm sửa xe luôn quý vị. À, còn chiếc xe máy này là của bạn Đông Nghi tặng đúng không chú Minh? Mấy năm rồi. Dạ. Rồi còn mới dữ chú Minh. Dạ. Mới con luôn quý vị. Đây là chiếc xe của bạn Tô Hà Đông Nghi tài trợ cho chú Minh. Cũng được nhiều năm rồi. Nhưng mà chú Minh chạy vẫn còn rất là mới luôn thưa quý vị. Đây thì cũng xin cảm ơn bạn Trúc Phương, bạn Tô Hà Đông Nghi cùng với toàn thể quý vị khán giả đã ủng hộ cho chúng mình có cái phương tiện để chúng mình thực hiện những cái công việc, công tác thiện nguyện rất là ý nghĩa cho tất cả các bạn sinh viên nghèo ở tại Thủ Đức. Còn cái việc mà vá xe thì chú vẫn còn làm hả chú Minh? Còn làm bình thường. Dạ. Bình thường. Dạ. Thường ngày thì mình vá xe với mình thay vỏ ruột đó là mình lấy giá rẻ hay là không ví dụ mình thấy khổ quá mình tặng cái vỏ xe, tặng dụng xe, tặng nó chứ không mình biết tặng luôn hả chú? Rồi dù người nào từ ông đem xe lại thay vỏ ruột lấy tiền vỏ ruột là thôi. Dạ. Yeah. Người ta yêu cầu tôi lấy vỏ ruột là tiền rồi. Dạ. Chi phí đâu mà chúng mình mua tôi người cài tôi người ta từ trước giờ như vậy rồi phải dạy giờ vậy chứ sao vậy. Yeah. Trước vậy giờ phải dạy mình làm được nhiêu tiền đây này, đây này. Được 200 mấy 200 ngàn để mua. Nè chiếc xe này của Đông Nghi tặng này gì? Chúng mình xài còn kỹ mới ghê ha. Mới keng luôn á. Rồi chiếc xe này là của bạn Trúc Phương. Xe có đồ nguyên mấy năm rồi. Dạ. Rồi từ ngày bạn Đông Nghi tặng cho chú chiếc xe thì Đông Nghi có qua đây không? Ít hả chú? Ai cũng lo công việc người ta. Dạ. Chứ trong mùa dịch nè. Cũng hạn chế đi ra đường. Trời ơi chú Minh quấn dây xích quấn tá lả luôn. Dây cáp á, dây cáp. Dạ. Chú Minh xài xe rất là kỹ luôn nha quý vị. Còn rất là mới luôn á. Đây là cái số điện thoại của chú Minh 0908535116. Các bạn sinh viên mà đang cư ngụ tại quận Thủ Đức ở làng đại học thì có thể liên hệ chú Minh để vận chuyển miễn phí và giá xe miễn phí cho quý vị bà con cô bác. Dạ. Dù người ta cho tôi dù bây giờ tôi chạy Sài Gòn tôi 150-200 gì đó. Dạ. Tôi chỉ đi về 100 ngàn xa còn 100 ngàn đó tí tôi chạy về mua ruột mua vỏ đắp vô thôi có người ta cho tôi sẵn tôi ăn rồi. Dạ. Mình để dành tiền mình mua ví dụ ngày tôi chạy 3 cuốc Sài Gòn vô được mấy trăm ngàn đó rồi tôi chạy về mua vỏ mua dụng tặng cho người ta. Có phải vì cái việc mà làm được bao nhiêu tiền để mình mua mình làm cái công việc công tác thiện nguyện như vậy và khiến cho chúng mình là cái này giờ tôi vẫn xin xỏ ai hết vẫn chưa có lập được gia đình không chúng mình? Không có xin xỏ ai hết. Có phải cái nguyên nhân đó là cái nguyên nhân lớn nhất không chúng mình? Đúng rồi. Giờ từ buổi này nói bằng tạc hành chứ nói miệng không nói mình tin đâu. Có tạc hành chứ nói miệng mới tin. Là ở đâu chứ đây là có đó. Ở đây là miễn phí là có đó. Dạ. Chứ nói đâu còn miệng chứ nói đây là chức pháp rồi phải có. Không ngăn tay bất cứ người nào hết. Dân đại gia luôn chứ không phải là dân nghèo đâu. Đại gia cho tiền tôi cũng nhận luôn.
Là người khác đi lại cho tôi nhận. Dạ. Ủa chú, cái này là hầu đá đó hả chú Minh? Ở chú Minh còn nghe nói hầu đá này nhiều người bị tử vong chết đuối đây lắm không chú Minh? Có đâu. Còn bị bạn. Vậy hả? Còn. Dạ. Nghe con nghe nhiều bạn học ở ngoài làng đại học kể lại là do nhiều người đó nó có ma da nên kéo xuống tử vong nhiều người lắm. Trong những lần mà đi bắt cướp thì có lần nào ghi dấu ấn lại cho chú nhớ nhiều nhất không chú Minh? Nhiều, chỗ nào có chặn nào cũng được có máu hết á. Dạ. Bắt chặn nào đều mình có máu. Dạ. Có máu không nhiều, không ít, không ít nhiều. Dạ. Và những lần mình đi mà bắt được những người cướp của như vậy á, rồi khi mình về nhà tối mình ngủ một mình thì chú có sợ bình thường thù không chú? Không, bình thường á. Bình thường á. Dạ. Chết á, nó thẳng là chết, ở đâu cũng chết, về nhà trọ cũng chết, ở đâu cũng chết. Dạ. Là không chết là đi đâu cũng không chết. Sống chết là do chờ thôi chứ không do cho người mình được. Dạ. Chứ ai cũng như vậy nha. Gặp cướp là không có sợ nha. Không có sợ, tôi không có sợ, chỉ sợ mình có một thứ rồi. Tôi không sợ ma quỷ cái gì, tôi không sợ gì. Dạ. Ở đây thì cũng có nhiều câu chuyện tâm linh mà chú ngủ một mình vẫn không sợ. À, cái đó tôi còn dạng hơn, thấy dạ. Tôi còn dạng hơn bình thường. Dạ. Chỗ tôi cũng ghê rồi, mà tại sao tôi ở quen rồi. Dạ. Tôi không sợ gì hết. Vậy là chú Minh sợ gì nhất? Sợ cái nãy thôi. Rắn hả chú? Không sợ gì, sợ rắn. Vậy con Lịch có sợ không? Lịch Lương? Không có sợ gì, sợ gì. Đó. Sợ rắn không có gì. Mà chờ kiếm cho tôi thấy. Thấy rồi, bữa tôi thắng xe lại, tôi thấy thắng xe rồi, mình chạy, mình nói nó chạy. Dạ. Thắng rắn là thắng lại liền ha. Thắng là dục xe chạy, mình nó chạy, mình nói nó chạy. Dạ. Kêu tôi vợ lấy xe tôi dục. Thắng rắn là dục xe chạy luôn ghê vậy. Rắn bự bự chút mà thắng xe bỏ chạy. Dạ. Tớ đâu có tớ. Rồi còn rắn nhỏ. Rắn nhỏ là đứng giờ khóc thôi. Sợ lắm. Người không sợ này thì cũng có phải có sợ một thứ ha quý vị. Không có sợ gì, quỷ ma gì trước mặt tôi không có sợ gì. Cướp sợ, cướp cũng không có sợ luôn. Dạ. Không có sợ gì. Chỉ sợ đúng mỗi con rắn này ha. Đúng sợ gì. Giờ mà có con rắn nhựa giác chúng mình chắc chúng mình bỏ chạy luôn quá. Bữa nào mấy con cá bữa nhát tôi đó. Trời ơi, tôi khóc, tôi ngồi trong bồ tôi la, tôi khóc không, mấy con cá chạy vô cầm cây nó ngược cười không. Là nó bỏ đâu chú? Nó bỏ ngay cái chỗ dạy đè tôi cái đằng xe nè, đằng lát nè. Dạ. Đằng lát nè, ngay chỗ cái chậu tôi á. Dạ. Trời ơi. Dạ. Tôi chậu sáng chừng thấy rắn màu xanh á, trời ơi tôi khóc không mà. Dạ. Là nó khờ rồi. Dạ. Nó khờ rồi, nó bắt cái mỏ chấm nó khờ rồi. Dạ. Nó bẻ răng nhanh hết trơn rồi, nó bẻ hết trơn rồi. Dạ. Nó biết bây giờ tôi về đó. Bây giờ tôi về nó ngồi nó thủ chẳng cướp. Đây tôi thắng xe là tôi khóc, tôi la là tôi chạy cầm cây chạy vô, nó cười cười, mấy con cá cười luôn. Té đái luôn phải chứ. Khóc luôn. Nó cầm cây, nó chạy vô cái bộ cầm cây, nó trời ơi, rắn nó bẻ văn nanh, nó bẻ trơn. Mà cho dù không có văn nanh thì đã sợ rắn nè, con rắn nào cũng phải sợ. Đúng rồi, tới. Cho dù con rắn lãi mình cũng phải rắn sợ. Rắn này, rắn con tay út cũng khóc, rắn bự rắn bự thôi, lột xe luôn chạy lại. Thắng xe dục mình chạy, mình không chạy. Rắn nào cũng vậy, rắn nước cũng vậy. Mà biết rắn nước, rắn độc là rắn nào đâu, đâu biết. Tôi có cái bẩn lấy mùa mưa nè, tôi có cái bẩn đưa lên, tôi lấy ngập á. Chỗ nào tôi ngập á, đăng lên, quên. Đăng lên cái số chúng mình là ba gác, chúng mình là số 0908. Có cái bẩn này nè. À. Chắc là xe ta, chắc là xe mà gác mình chở đi qua khúc bên chủ nhập á. Yeah. Giữ nè. Chứ không có trên xăng đa lên ta gác hiểu không? Yeah. Chỗ nào nước ngập Thủ Đức Bình Dương cho nó ngập á. Dạ. Thì chúng mình là chỗ nào nước ngập đúng cái ngập nha. Dạ. Yeah. Rồi chúng mình chạy ra ngoài thì cơn thổi. Cái gì này đẩy xăng đa lên. Đẩy xăng đa là ba gác bốn chiếc à. Dạ. chở quan khúc. Dạ. Chở quan kiên khúc rồi. Dạ. Bên kia chở về đen khúc. Dạ. Còn qua nước ngập là chết máy. Dạ. Đó đó vậy đó, có hai bên xe luôn đó, có hai bên xe luôn đó.
tắm dễ tôi đóng 1 triệu mấy. Dạ. Là cứu hộ trong những nước ngập ngày đó. Nước ngập kiểu như chưa dùng nước ngập kìa. Dạ.